Thế nào? Bác chọn được chưa? Bây giờ thế này nhé, tôi đưa cho cậu trước 100, mai tôi đến. Trên menu có ghi giá đấy, 200k một chiếc. Em dẫn bố đến đây thì anh nói kèm bánh lên 100 thôi nhé. Anh ơi anh, cửa hàng mình còn có bánh gato không ạ? Đây, xem đây. Cái bánh này bao nhiêu hả anh? 200k. Anh ơi, tí nữa em dẫn bố đến đây thì anh nói cái bánh này 100 thôi nhá. Ý em là sao? Nói thật với anh là mẹ em mất từ sớm, bố em nuôi em từ nhỏ. Mà từ trước đến giờ em chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho bố cả. Em sợ là bố mà thấy cái bánh này 200.000, bố sẽ sốt. Anh hiểu rồi. Em cảm ơn anh ạ. Bố ơi kia kìa, quán mà con bảo bố ấy. Con có ít tiền nhá, để mua đồ dùng học tập. Còn bánh bố trả tiền cho. Đi. Bố. Đi. Thế nào? Bác chọn được chưa? Cậu ơi, tôi lấy cái này. Bao tiền cậu? Trên menu có ghi giá đấy, 200k một chiếc. Là thế này cậu ạ, mai là sinh nhật của tôi. Con gái tôi nó học ở dưới này, nó ít tiền lắm. Có mấy đồng bạc để sắm đồ để học. Tôi định là tôi trả tiền cho nó, nhưng như thế này thì đắt tiền quá, nó xót ruột. Bây giờ thế này nhé, tôi đưa cho cậu trước 100, mai tôi đến thì tôi, cậu cứ bảo là giá 100 cho tôi nhé, giúp tôi với nhé. Cháu biết rồi. Cậu cầm giùm tôi nhé. Tôi cảm ơn cậu nhé. Bố ơi, vào đây. Bố ơi, bố chọn đi ạ. Con ơi, bố chọn cái này này. Này, để bố trả tiền cho. Con làm gì có tiền. Tiền để mua đồ học chứ. Để bố trả cho. Thế không được đâu. Bố lấy tiền này để bố sửa kính đi. Cái kính của bố hỏng rồi cơ mà. Con gái, cái kính của bố mà dán băng dính và vẫn dùng tốt con ạ. Con cứ yên tâm đi, để bố trả tiền cho. Cậu, tôi lấy cái bánh này. Dạ. Bánh của bác đây. Bánh này miễn phí bác ạ. Thế này là thế nào? Không sao, bác cứ cầm đi. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Này bác, hôm nay ấy, cửa hàng của cháu có chương trình mua một tặng một. Nhưng mà hai bố con bác đến đây muộn quá, cửa hàng cháu thì lại hết bánh tặng rồi. Hay là thế này, cháu gửi lại bác tiền bánh. Cậu... Đây là quy tắc của quán cháu, bác cứ cầm lấy đi. Thôi, hai bố con bác về đó sinh nhật với nhau đi, muộn rồi đấy ạ. Em cảm ơn anh ạ. Bố con tôi cảm ơn cậu nhé. Về đi con gái đi.